Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tôi muốn hỏi có phải vì đời Chúa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kiên trang từ còn đây, nên những khi mưa nở đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến. Trên nẻo trần gian ta đã mất nhau rồi. Làm sao mà mất được? Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau, chúa chúa, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, chúa chúa chúa, ta say đắm bên nhau, hey, rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Ơi, phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua, chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thu qua, thúi quá, thu quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua, chua. À, chua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá à? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Cái ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em, cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn anh mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Thôi mà trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chứ dựa lắm. Đã không có hơi bày đặt rống là chị cho giống như con chó cúm vậy hả? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? Cái gì vậy Tám? Biến gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây. Chứ em có vô đó hoài vậy. Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá. Để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghỉ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghỉ cái gì nữa? Tám. Vậy em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Thì dẹp đi, vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha. Sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy Thúy Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó.
Em muốn ối à? Ừ. Trời ơi. Gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? Sao nói tôi mắc nết là sao? Em lầy gì vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng có nói tầm bậy nữa nha. Bậy cái gì anh nói thiệt hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì cái gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi em ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp dịch lộn. Làm trứng... cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? À, cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh nói em nghe nè. Nhắc vô hộp dịch lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em bán hộp dịch lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời... Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Cái... em nói anh mặt xệ chứ gì? Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đó mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đông chỉ rồi. Duyên, để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? À. Không? Rồi á là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha, xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, gọi là người cha vĩ đại. Thôi, cha thôi, không thôi, bao thôi, giờ thôi, lăng nhăng gái gu. Trời ơi, dữ quá, thôi đi tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi, cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi về đi, nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ nghèo xác mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mới gì ông mà ông nói, thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đủ anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em, ha. Rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc, tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ ngang. Nó vừa mới lớn đó ngang. Ông đừng có dạy hư nó. Rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàn đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ. Nó tự nguyện theo anh, chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa, em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Thiệt tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi thôi thôi, đi về tôi lại. Anh đi về giùm tôi đi. Nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn đông rồi. Ta say. Gì? Trời đất cùng say. Ừ, ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên. Trên đường em nhìn thấy. Điên. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trên điên. Vườn hoa tình ái. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tin cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng nói Ủa? Chuyện mình vậy ông Tư? Hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng nói mình vậy?
Vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà, người ta dị nghị. Dạ, sao đứng đó nói một mình vậy? À, thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Vậy hả? Tôi... gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Ờ, sao mà... Tôi đâu có ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà sao anh lập bập vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? À, thôi tôi về. Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? À, tôi... nè. Cầm ấy. Chứ vậy, làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Có nè, gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi đừng nói tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bãi. Nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy, nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ lắm phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao không biết? Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức gì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc câu dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa, mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi, nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn Tám ơi. Chết rồi. Mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông Bảy ông tới ông ơi. Tám à. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi biết đó, tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta? Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm đây vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ông mới qua ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi Tám hả? Tám nhận hả? Thì ông... Nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông... Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà Tám cứ từ chối tôi hoài mà thằng cha Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông Bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi.
ơi. Trời ơi ông Bảy, đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Đừng mẹ có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tôi tới đây với anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả mày? Mày hả? Mày ngon hả mày? Trời ơi, mày ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bả đi. Muốn chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên Ly, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi. Thôi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Ừ. Đi về rồi. Đó là tôi thấy mà. Cái gì? Thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây thấy không? Thảo không? Đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Nó đây nè. Trời cái. Cái phím đờn. Mắc là uổng tiền lắm. Trời đất ơi. Hú hồn ngu dĩa. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó. Nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn Muốn gì nói đi. Tôi muốn Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Giờ này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. À thôi tôi nói luôn. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa, con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Nam gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha. Tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Rồi ông Bảy. Ông lo cho tôi. Ông cho tiền tôi xài. Ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à. Có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi. Tôi lớn rồi. Tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à. Má con nói đúng chú, đó. Chú. Nhà của tôi. Chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi. Già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả? Con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à. Con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à. Nghĩa. Má con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết. Thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mày im đi. Chú im đi. Nghĩa. Tôi đang là chú im đi. Con nói chuyện. Chú lấy cái quyền gì nói chuyện với tôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đồ gánh này nè. Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hột vịt lộn thôi. Nghĩa ơi. Con ơi, con nói chuyện với người lớn, con phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chỉ được bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu năm trong cái nhà rồi tôi được cái gì?
Mày là thằng con bác Hiếu. Tôi bác Hiếu cũng phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông này ở trong khác. Nghĩa mất dạy. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Mà anh đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi. Tôi không im. Tôi đứng đây nè. Ông mất dạy. Bà để im tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh mày mất dạy hả? Mày mất dạy hả? Mày Tam khi trót gợi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước những giọt mưa cuối cùng. Tạm ơi anh yêu em. Tám ơi! Tám! Anh Huy đâu rồi? Ủa mới nghe nữa mà. Anh Huy đâu rồi? Anh Huy đâu? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây nè. Anh Huy bên kia hả? Anh Huy chạy với anh Huy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng bồ câu, nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi.
Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi, xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè, cái chuyện gì mà ôm sòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các, đi. Các chủ làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết, chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy đó. Không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ. Xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi. Đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Nga Paris. Tôi tự tưởng nó qua bển coi bà Thiên Nga. Thôi chết tôi rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Nó bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bằng quang này. Tôi điên đầu. Mớ bằng quang gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi gì thú. Làm ở về mà chửi như ở đời á. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy nó quên, anh Huy của tôi đâu? Sao nãy anh gạt tôi? Tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Thím mời Thím, tự trọng xíu đi Thím. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi, giạt ra, yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Đó. Ơi. Ủa? Em là ai?
Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? Hai tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi, lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em, trời em ơi, nhắc Huy đi. Ơi. Này, chị bữa, ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À, em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đấy. Trời ơi. Nói thiệt với em, bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có anh có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. cẩn thận chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà anh làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Ngồi nha. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Cà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta, xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sẽ tới không đâu. Nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Thì tại sao lại tới đây? Khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây. Cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu, kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi, thôi hai người đứng tâm sự đi, tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi sao tụi bay để tao đây. Quỳ sao anh hưởng hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh chắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? Đã quá, đựng được cái rồi. À, sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng trăng gì, bằng trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư có giấy tờ đàng hoàng. Rồi. Một lần đã chọn địa hiếm dâm với anh, em mãi là người tình trăm năm. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế cái ông kia, ông chạy nước miếng má trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á, quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quê
Quay à. Thôi, cái này đủ rồi. Quay à Quay. Đủ rồi, giãn ra cho tao. Quay à. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quay đâu bò? À cái biệt anh là mổ đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là mổ đây. Hả? À, nhìn Quay. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Má anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quay đâu? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cho con hiểu chứ cà đi. Để tôi đóng dịch cho lên để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Thằng đi mẹ chủ nắm rồi, thằng đi ở America, thằng đi ở mì đâu. Ai qua mày hát được không? Tại em đúng rồi, ba má chứ quê không biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lên, nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì vậy anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa bỏ mày để mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chột nám rồi mày không về mới bỏ mày má chứ quê mới đuối mày chơi trần hả? Để mà tống dịt chó là ra tôi con là đẻ con ra đây là cho con bù đây chưa ra là không ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế Quy để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nó được rồi, nó không có hiểu gì hết trơn. Ê tao dịch cho nè con. Ở trong má mày nói là mày ở trong mày về trong bấu đó. Ở trong mày trong đủ rồi. Có ba má nói gì vậy em nghe nữa. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con là cháu ní là con có lấy tân lý đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Con nói không có hiểu, cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là kêu Quay đâu chứ Quê, là cháu là lớn lên hồi xưa má cho ông bú, nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó, thì đó, vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lại nhau đi. Làm cưới đi. Ta nói giảm ra, không phải giảm ra. Ta em nhập vào. Ta được rồi đó, mày hốt rồi đi về mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm thôi này mày hốt con này về mày ăn thịt tới thanh ghi vi hết thịt. Bác ơi bác, tôi bác bỏ không? Hai ông bây giờ hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security rồi con tên là Jennifer gì? Ngài Jennifer. Yeah. Jennifer. Ấy mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ta có nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chùm lấy cho mày. Ủa? Lấy đi. Đây.
Hai người này là sự... nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá, tại vì anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sự. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì dạ tụi em là... cũng chỉ là sư cô lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Huy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên, lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đốt hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con không phải thằng. Ôi, con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bây đen nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Quyền nói rồi. Nhưng mà ái mộ á là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả, nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đợi anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là mạnh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sư cô đi tem à. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh, tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á, phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên sao vậy? Liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Chào mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại dạ. Nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Yeah. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Đã vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Rồi, mình làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Yeah.
Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu quân ó của Công ty An Hing Corporation, Usis Group, Young Healthy Lush của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại, chồng tôi mày, mày đứng lại, mày đứng lại, tao giết mày chết. Mày đứng lại nè, tao nói mày nghe, đi đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó là để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời, làm sao mà cúng rước ông bà chứ? Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà về làm giống ông gì? Tao có nghe ngược vậy. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Không có gì mà không nghe được không Tư? Được xong được à. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới nơi là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Tao làm gì đâu. Hồi mà tao lấy mày về tao mập bự con. Thấy không? Xong đầu lấy về xong xuôi à, mỗi lần á mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì. 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi, không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá lạng hay con. Anh đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày, mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi.
để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà mất dạy hả mày? Mày dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó, chứ không phải là tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều ai ăn ít rồi. Đi mày. Anh đuổi tôi nha. Đi. Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiêng tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi, ở đây mà khiêng kiệu. Đi ra đây. Anh đi đi. Trời ơi. Có chỗ nào mà lấy mỡ xa cho đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Một mình một nhà, muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửi nhửi cái gì. Gì hả hai? Đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ giờ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ giờ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nghe. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, chạy chiếu ra, chạy chiếu ra. Ờ. Bây giờ nhà tao không có ai. Ờ. Đó, chạy chiếu ra tao với mày nhậu mút kỹ. Ờ, đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Ờ. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Rau. Anh tươi. Nhậu đi. Anh tươi, anh tươi. Anh tươi. Anh tươi. Anh tươi cái nhà ông anh tươi. Anh tươi. Kia. Anh tươi. Anh tươi ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi xin anh chớ phụ tình em. Ê cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đi, em xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh tao kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà, Nhã Nhị Ngọc tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Ủa? Cái tên em mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy nè? Kỳ quá, kỳ quá. Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê, mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À. Đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à. Tâm bậy. Ê,
mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip đợi nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạc máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hại làm gì tà te? Tư... Ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè. Từ từ. Tao mới uống sơ sơ cho tao không có chỉnh rồi. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, tao bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai? Bây giờ mày ra đây làm gì? Em nói anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, trúng độc đắc. Gì vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ giấy số. Mày để đâu? 3 tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm gì đó, kiếm gì đó. Trời ơi. Ê, đực. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Hả? Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Ê, mà trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em sẽ trật được ôi chứ. Ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi, ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi, em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá, xong rồi anh cãi với chị, xong rồi chị đá xong phịch má. Anh dâng dính lên trên tường, té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhập xuống anh định ngồi vậy, anh định trả lời chị tán thêm 2 bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi, tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, ba cái vụ tiền. 6 tỷ, trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Anh hai. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về, để em xức cho anh nha. Trời ơi, nè, cái hộp nó lấp lánh vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người có tới là người Việt ở Mỹ là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Anhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Nó mượn coi. Dạ. Thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải đâm nên dễ vậy. Ê, mày nói lên. Nói lên. Sao anh Tư? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết cái đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chút. Giấy dò đâu? Dạ, giấy dò thì gì? Mày đọc coi chúng dạ, không? Dạ, rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi, mày đọc mà. Dạ, em nói là số 0 đó anh. Số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Dạ, không. Không, có luôn. 2 2 1 2
21. 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý, trời ơi, trời ơi. 00221. Ê, ta trúng rồi, hai ơi. 00221. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe, tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời, tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy. Khỏi cần khen. Nói nghe nè, thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may mắn. Yên tâm, yên tâm, tao nói cho mày nghe nè, được. Ê, Ngọc. Tao nói cho mày nghe này, nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí ảnh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ, 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ? Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền, mày lấy tiền anh gì? Dạ, cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi, tao tưởng cái gì? Ba cái đồ quỷ đó hả? Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự đặt vô. Ok. Ôi, không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ, tự nhiên cặp bưởi tự nhiên để lấy cái bữa treo toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe, mày đứng mày nhó nhã một hồi à, không cho một cắt. Không cho mày biết vậy luôn á. Về đi, đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói nha mày. À, đi về. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức nghe. Ê Đức. 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 Bây giờ đi lãnh vé số. Đi lãnh vé số. Nhưng mà bữa nay 30 Tết. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận, nhét vô đây. Hộp, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Mày để ông đó yên tâm rồi đó. Yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi. Uống đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Sang năm năm hợi mà. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Trời đất ơi, ông nội ơi, nó uống. Uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống nữa. Ráng uống thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, ba tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Ủa bà, từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má đó trời. Không sao, tao loại ra, tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Nó không khôn được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó nằm sải lai lấy luôn cho rồi.
tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu? Chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi, anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư, hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Ô, trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ yếu là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời ơi, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập vô mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt, anh đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe đâu vậy? Ê, kiến cắn người, à kiến cắn anh hả? Mày không biết. Còn vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lót kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái tôi... giống giống giống. Mở ra. Chừng đi. Ô quét. Trời đất ơi, tôi đâu phải heo đâu mà khiêng là sao quyết ăn Tết. Ô trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết, con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc, một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ ha. Mà nó nói trước khi nó đi, trong nhà này chỉ có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Rốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có cái chứng cớ nha. Dù không ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Cái gì cũng vậy, nói có sách mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được lòng sau chị Tư à. Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha, tôi là hoa đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đúng không anh hai? Vậy biết. Em được không? Gì này? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Chị Tân, chị làm gì vậy? Heo mi. Chị Tân, ông nắm giò ta. Heo.
chân táo. Đó. Chị Tư. Ôi gì? Chị Tư. Trời ơi, anh Tư anh tỉnh dậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác anh ra, kiếm cho được, bằng được 3 tỷ số cho em. Dám được rinh thân thể tao không? Trời ơi. Dám hả? Dám hả? 3 tỷ số nè. Trời ơi. Trời ơi, 3 tỷ của em. 6 tỷ này chị. 6 tỷ này chị. 6 tỷ. Dạ. 6 tỷ là đâu vậy ta? Trời ơi. Nè. Ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư. Tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ. Em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á. Mày đừng ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bà, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Ừ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt, tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? Chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư. Anh biết, bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi chị mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi, thôi, bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ anh lên. Dạ, dạ. Dạ, 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 em Tư ơi. Ôm mà nặng như quý. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, trời ơi, hai người đẹp đỡ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Anh Tư. Ê, tỉnh như chưa? Hai em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Vâng, nghe là đâu biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có vé số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì... tết ai à. Nè anh cũng cần đi chơi à. Đi chơi à. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó đã nó có học trò đó. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. Anh cứ đi đi. Đất. Hãy. Đất gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Mình. Cái anh nghe nè. Ôi. Anh á. Đồ cái thứ. Cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ừ. 3 tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức. Nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị hai. Ê, con ngựa vé lộn. Chị hai, tao lấy có 6 tỷ nha. 60 tỷ, mày nói mấy chục tỷ là sao? Ê, lâu nó mới nhậu một lần mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi, sao có ngồi nhậu cherry vậy? Trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy vợ chồng để mấy vợ chồng mới biết được cái trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó, rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay. Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc cái gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường, không để tôi mặc bộ đó cho hôi hám, tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con mà đang nhậu mày đưa cam vô chi vậy? Đi vô viên nghe, tôi đang nói gì là gì, 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 g
tôi không có nhậu nhẹt, không có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ, dạ. Tại dạ, sao dạ. xuất hiện đây? Trời ơi, chị hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ chứ chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về, tôi nói rồi, dạy con từ thở còn tơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ, ông ra tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch, sạch rách cho thơm? Tại sao anh đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Anh cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tao bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ cái tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Rồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thúy Nga. Trung tâm Thúy Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị.